Đây các bác nhé, đây là chiếc lồng vàng của chiếc xe CX-5. Bên em đã xử lý xong này. Cái độ dẻo của nó thì nó vẫn có cái độ dẻo nguyên bản cái chất của cái lồng vàng để nhá, nhưng mà nó sẽ bền hơn này. Và khi mà mình rửa xe, bởi vì cái này nó có khả năng chống thấm nên nó không thấm nước như cái lồng vàng nguyên bản. Đây là cái lồng vàng nguyên bản của xe này, đây là lồng vàng mới các bác nhá. Và cái này nó rất là mỏng nên mình chỉ đi một thời gian thôi. Này. Và đặc biệt là khi mà mình rửa nước này, cái này nó thấm nước vào và nó sau này đi đất cát bụi bám ở đây nó sẽ bị trễ và có thể nó bị rủ xuống bánh này, nhìn rất là xấu. Còn cái này khi mà mình lên form rồi thì với những xe này khi mà mình làm xong này các bác có thấy này. Đấy, nhìn sẽ cái này nhá, bình thường khi mà nước vào nó không thấm nước như cái lồng vàng nguyên bản của xe nữa nên là độ bền nó sẽ cao hơn. Các bác nào anh em nào mà xe mà đang sử dụng lồng vàng này thì có thể qua bên em để tham khảo và xử lý cái lồng vàng này cho xe của mình được bền hơn các bác nhé.